Hello, chào cả nhà đến kênh Việt Lóc nha. Hôm nay mình sẽ quay cái clip mà cây dừa mà nó lên cây sung nha. Giờ ông chủ đang chăm sóc cây dừa nha cả nhà. Cây dừa mà nó ra cây sung. Hai cây luôn á. Ra hai cây luôn anh Tư. Trời ơi nè, bỏ lá bớt nè, nó ra hai cây luôn anh. Bỏ cây dừa mà cây dừa là cây dừa này cây dừa bonsai nha. Nè cây dừa này dừa dâu lửa hả? Ai dừa gì? Dừa dâu. Nó đi trốn mà tao kêu nó hoài. Lấy cọng kẽm cho anh coi. Xin gốc của nó. Nè cây dừa mà nó ra cây dừa này cái này là cái này nó đọt. Hai đọt, nó chết đọt hai cây lên mà nó. Vậy như kẽm kia kìa. Kẽm bên không á. Không có đó. Cái dừa mà ra cái sung. Chào cả nhà. Rồi cái dừa mà ra cái sung là dừa sung sướng. Dừa sung là đừng sướng. Dừa sướng nè. Này là đem đóng đi nha. Dừa sung không cả nhà. Trời ơi, dừa sung thôi mà. Dừa sung mà có cây xài nằm đến bé không nó dừa sung xài. Thì không nổi nữa hả? À, dừa sung thôi kìa không nổi. À, hồi lúc trước em có quay có clip rồi cả nhà là này tới hai cây lận. Lúc còn nhỏ. Còn nhỏ nhưng mà một cái này ra hai cây hả? Ừ, hai đọt. Hai đọt. Rồi xong xuôi cây kia nó không chịu sung sướng nữa. Ừ. Nó chết rồi còn cây. Còn ong á. Còn bà còn ong. Còn chết bà còn ong nè. Nãy giờ đây là vô cái sung luôn nè, giờ ràng lại đi thôi mới mốt nó. Môi trướng này ngã. Ràng lại. Vừa sung sướng hỏi anh thấy cái sung này đẹp lắm mà em cắt anh sợ anh về đây tàn cho nó đừng ấy lắm tàn đừng cho nó xèo quá mai mốt em chú ba ông đi biển về nếu mà nó lên rồi cho ổng qua ông đem ghép bonsai luôn bonsai trang như cây dừa nó qua cây dừa luôn này bonsai nè bonsai nhưng mà cái này nè em cho nó qua cây dừa luôn mà còn cái này là cây dừa hai cây dừa vô cây sung là dừa sung. Đây cái sung đây đọt nè, đọt. Này đây cái góc. Góc này ra ba chia nè thấy không? Lá nó ra thum xê luôn. Cái dừa này hổm nghe nói ta mua như anh Tư. 1.8 tỷ chưa bán. 1.8 tỷ chưa bán hả? Trời ơi. Cái này anh phải lấy dây ràng anh ràng lại để mà lộ mà ta rinh luôn. Tối ra phá lại. Quá lại. Bữa em nghe nói anh có để cái cục chống hú gì mà. Đó, có ông chủ bên kia đấu giá rồi Tài ơi. Đấu giá cái dừa anh 1.8 tỷ phải không? Đó ông chủ bên kia. Rồi 1.8 tỷ rồi đó. Ông chủ bên làm phía từ xe đó. Rồi ơi, rồi cái kiểu này anh phải để cục công hú này, ta đụng vô nó hú éo éo éo. Phải đạm cái đèn gì tại cái đèn mà tại gặp nó sáng á. Đèn năng lượng. Rồi tạm biệt cả nhà nha.